gablue.vn, shop bán nick, bán vàng, uy tín số 1 Việt Nam, anh em ủng hộ. Ngọc Rồng blue.vn, shop nhập nick, nhập vàng, uy tín chất lượng, anh em ủng hộ. Hey, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình, lại là mình, Tờ Nú Gaming đây. Thì ở chiếc video ngày hôm nay là Nú sẽ đi review cái bản bit update lần này của Ngọc Rồng Mít nha anh em. Thì hôm qua Nú có lên một cái video góp ý ha, cũng như là Nú đã soạn thảo một cái bản Word Nú gửi về Ngọc Rồng Mít Official á, thì đã được admin của Ngọc Rồng Mít Official là lắng nghe, cũng như là họ đã triển khai họ bit update vào tối hôm qua luôn anh em à. Đấy, thì nội dung cập nhật như thế nào thì ngay bây giờ các bạn cùng hướng mắt về màn hình ha. Nú và các bạn sẽ cùng nhau đi tìm hiểu những cái cập nhật mới trong đợt này nó có những gì nhé. Đi thôi nào, let's go. Thì trước mặt tất cả các bạn đây chính là cái mục và nó update ha. Đây nè, nó có một cái thông báo gì là Nú sẽ soạn thành một cái bản Word ở bên đây. Đó, bit update ở bên này ha, ok chưa? Rồi, đây là cái mục thứ 5 nè, Nú đang soạn anh em ạ, Nú soạn dở tay thì Nú quay cho các bạn xem luôn á, để nhiều thằng não phẳng nó vào nó kêu là cha này là admin của game chứ không phải là người chơi. Đấy, nên là bây giờ tới mục thứ 5 là nó sẽ x2 nạp nè, x2 nạp, đổi ngọc, đổi vàng ngọc, đến hết ngày 17 tháng 9 09. Thì đến hết ngày 17 tháng 9 này, tức là đến 0 giờ á nha anh em. Đây Nú ghi rõ cho anh em 0 giờ đi ha. Đó, 0 giờ ngày 17 tháng 9 là sẽ hết cái sự kiện X2 này. Đó, nên là các bạn nào mà hết ngọc rồi thì các bạn tranh thủ lên diễn đàn nromix.com á, các bạn lên đó các bạn nạp ha. Thì sau khi nó ra bản thông báo này đây nè, Nú đang online trên con nick của Nú ha. Đấy, thì ngay bây giờ Nú sẽ làm một cái bài viết. Đấy, Nú tắt cái này ra luôn nè. Nú sẽ làm một cái bài viết, Nú đăng lên trên page ha. Đó, cho anh em mình vào anh em mình xem. Đây là hiện tại là Nú đang làm về nội dung. Đấy, Nú làm về giống kiểu như là Nú làm sáng tạo nội dung mà anh em. Nên là giờ này các bạn nhiều khi còn ngủ đấy. Các bạn nhìn đồng hồ nè, mới 5 giờ mấy à. Đôi khi các bạn còn ngủ mà Nú đã phải dậy để mà Nú mày mò Nú đi làm rồi. Đây, để mà cái này cho nó đẹp hơn á, thì Nú có cái phần mềm này. Đây, Nú có cái phần mềm này á, thì Nú đã chèn vào đây một cái tấm ảnh này nè. Bây giờ chỉ cần một cái dòng cáp nữa thôi là đơn giản mà. Đây nè, các bạn muốn màu gì có màu đó. Thì cái này phải mua bản quyền nha anh em. Đấy, chứ không phải mà chơi chơi là xài được đâu. Cái này gọi là Canva đấy. Nhiều ông xài iOS là sẽ biết cái Canva này là cái gì. Đấy, bây giờ Nú sẽ căn chỉnh nè. Đó, công việc của Nú hàng ngày đấy anh em ạ. Là sẽ là như này ha. Đó, ngoài đăng cái bài viết này ra thì Nú còn làm những cái nội dung cho Facebook á, giống kiểu mấy cái ảnh bìa nè, anh em nhìn nè ha. Mấy cái icon bìa ở ngoài này đây, để Nú vào kênh cho các bạn xem nè. Yeah. Đó, trước khi vào video là nó sẽ có những cái hình bên ngoài gọi là cái thumbnail ha. Đó, thì để làm những cái thumbnail này thì Nú làm trên đây anh em ạ. Đấy, bây giờ Nú sẽ đi Nú set up cái này rồi tí nữa Nú show cho các bạn xem nhé. Đấy, thì mất vài phút ha, tại vì Nú cũng khá quen tay rồi anh em mà. Nú đã design ở đây một cái bức ảnh như thế này nè. Đấy, anh em nhìn nó có ok lao so với bức ảnh ban đầu ha. Bây giờ Nú sẽ tiến hành là Nú tải về nè. Đó, đơn giản thôi anh em mà. Tải về xong rồi mình copy nội dung kia, mình thả cái này vào thôi là ra được một cái bài viết. Đấy, nên là Nú phải làm chi tiết ở cái phút này, chứ để mất công nhiều thằng não phẳng nó vào nó bảo là ơi giời ơi, ông này admin của game này. Xong rồi mình phải ghi thêm cái dòng này nữa anh em ạ. À, rom Tờ Nú quýt lớp, Tờ Nú quýt lớp. Đó, cái này là do công sức mình tự làm ra mà anh em, đúng chưa? Công sức Nú ngồi Nú đánh máy Nú làm ra mà có ai mà nói là cái này là do Nú đi admin, Nú biết trước thông báo này. Thì cái này nó cập nhật từ 8 đời nhà Minh trước rồi ha. Đó, Nú copy Nú thả vào là ra một cái bài viết đẹp liền nè. Anh em thấy nó ngon xịn mịn không? Đấy, có một cái bức ảnh này. Xong rồi có một cái bài viết trên này. Bây giờ mình kiểm tra lại lỗi chính tả thôi ha. Thứ nhất, thứ hai, đồ này kia nè. Đấy, bây giờ trước mắt là anh em mình cứ kiểm tra lỗi chính tả của cái này đi đã ha. Đây nè, đây dư một cái dấu cộng nè, đây thiếu một cái dấu hai chấm nè, đây thiếu dấu hai chấm nè. Ở đây thiếu rồi anh em ạ. Mốc 100 đúng không? Thế là còn mốc 200, 300 gì nữa đó, đúng không? Còn mấy cái mốc nữa để từ từ Nú xem lại cái này nhé. Đây anh em ạ. Còn cái mốc là 200, 500 và 1 triệu nữa ha. Bây giờ mình ra mình note sang bên kia thôi. Đấy, như vậy là hoàn chỉnh một cái bài viết rồi anh em ạ. Đó, các bạn đọc mà còn chưa hiểu chỗ nào nữa thì các bạn cứ bình luận phía dưới ha. Fanpage Tờ Nú Gaming nè, các bạn cứ bình luận phía dưới đi, Nú rảnh tay, Nú sẽ rep tất cả các bạn, ok chưa? Đây thiếu một cái dấu chấm nữa nè. Làm cho nó chi tiết luôn đó. Còn chỗ nào chưa rõ không? Đấy, chi tiết rồi ha. Có cả hình ảnh luôn. Bây giờ Nú sẽ tiến hành Nú đăng lên nè. Đấy. Thì bạn nào mà muốn đọc thì các bạn vào các bạn đọc. Ok chưa? Đấy. Mình cứ đăng cái này lên đã. Xong rồi sau đó Nú chia sẻ về cái group bên đây. Đấy. Là có cái bài viết này. Bây giờ Nú sẽ tiến hành là Nú online trên quyền của admin ha. Đấy. Nú online trên quyền của admin thì sẽ ra cái bài viết. Đây mình sẽ load trang lại nè. Đâu à, đây cái bài viết như này á. Sau đó Nú sẽ tiến hành là Nú ghim bài viết lên trang đầu nè. Rồi giờ load lại một phát nữa đây nè. Là cái bài viết nó sẽ nằm trên đầu trang ha. Đây bài viết thông báo bit update nè. Do Nú sáng tạo, Nú design ra, ok chưa? Ông nào mà kêu là thằng cha này hả là admin nữa thì xin thua luôn. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau tắt cái này đi. Rồi mình tiến hành mình vào game thôi nào. Let's go. Thì để chơi mỗi con game mà nó mượt mà nó không bị lắc á, nó không bị lỗi vặt đồ này kia á, thì tốt nhất sau khi bảo trì á, các bạn nên cập nhật dữ liệu, các bạn tải dữ liệu trò chơi lại một lần ha. Đây, vừa rồi là Nú đã xóa dữ liệu sau rồi Nú đi Nú tải lại nè anh em ạ. Các bạn đợi Nú một tí á, Nú sẽ vào game rồi Nú review chi tiết những cái tính năng mới này cho các bạn xem, ok chưa? Let's go. Ok, mình cùng nhau vào game thôi nào. Thì vẫn là cái bản thông báo khi nãy ha. Đó, nó cập nhật update đồ này kia đó. Các bạn mà muốn đọc chi tiết thì các bạn về fanpage Tờ Nú Gaming ha. Nú đã làm một cái bài viết chi tiết trên đó rồi. Trên này hả là nó ghi đôi khi còn thiếu những cái lời văn đấy. Tại vì cái bản này nó nhỏ quá anh em à. Nên là Nú đã copy về ha. Nú đem về Nú làm một cái hoàn thiện, một cái chi tiết trên kia rồi. Anh em có thể vào đọc nè. Thì xóa lỗ sao pha lê trang bị. Xem chi tiết tại Kirby đảo Guru à. Mình sẽ qua mình xem thử nó có cái quần què gì bên này nha anh em. Thì đây mình sẽ di chuyển qua đảo Guru. Rồi mình sẽ gặp Kirby gì đâu. Kirby đâu. À thằng này hả, thằng áo đỏ này hả. Đổi một cái khu nào đó nó vắng vắng tí để anh em ở khu 9 đi. Rồi mình gỡ một sao áo, gỡ một sao quần là như nào ta? Nè. Con có muốn xóa một sao trang bị khi mặc xuống không? Điều kiện xóa là 10 viên đá ngũ sắc cộng 50 thỏi vàng. Sau khi xóa chỉ số sao pha lê đã ép vẫn giữ nguyên. Một trang bị chỉ được phép xóa 3 lần. À, tức là như vậy nè anh em à. Giống kiểu như các bạn đã đập lên được một cái áo như vậy 9 sao ha. Mà các bạn chơi sức đánh. Vô tình các bạn ép vô đây là FHB hay là ép Ki đồ này kia đó. Mình bị ép sai á. Mình hoàn toàn có thể đem qua cái con Kirby bên này. Các bạn chuẩn bị là 10 viên đá ngũ sắc. Đá ngũ sắc là cái gì? Đá ngũ sắc chính là cái viên này nè anh em ạ. À. Đây đá ngũ sắc ha. Là các bạn đi úp quái. Một là úp bên Coler nè. Nhưng mà Nú thấy úp ở bên đây là nhiều nhất nè. Đây. Thần lắm mới chỉ đó nha. Úp ở bên đây nè. Đông Thánh Địa ha. Các bạn chỉ cần capsule qua Đông Thánh Địa. Xong các bạn bật cái tự động luyện tập lên úp thôi. Là Nú thấy bên đó là rơi ra được nhiều viên đá ngũ sắc nhất. Lâu rồi không có làm clip vào giờ này anh em mà thấy mà vẫn có thằng bé này nó biết mình, nó chạy qua để nó xin lọc luôn thì mới tài chứ. Rồi tiếp theo ha. Tiếp theo là các bạn có thể gỡ được áo này, được quần này, được găng này, được giày, được nhẫn này, được cải trang này, được cả giáp nữa này mà. Giáp này chính là giáp luyện tập ha. Đấy, các bạn hoàn toàn có thể là tháo được những cái cải trang của giáp luyện tập nè. Rồi của... Ok, hello tất cả các bạn. Những cái món trang bị nè. Hình như không tháo được cải trang đúng không? À được mà, tháo được cả cải trang nữa anh em à. Úi giời ơi. Mà một trang bị chỉ được phép xóa 3 lần. Nè, con có muốn xóa một sao trang bị khi mặc xuống hay không? Một trang bị chỉ được phép xóa 3 lần. À. Là một lần xóa các bạn chỉ xóa được một thôi nha, giống kiểu như là các bạn ép lỗi ấy. Thì các bạn xóa một được 3 lần thôi anh em ạ. Giống kiểu như cái này là các bạn đang chơi ở 6 sao đúng không? Các bạn đập lên 7 sao, 8 sao, 9 sao. 3 cái lỗ cuối á, các bạn ép nhầm thì các bạn mới xóa được. chứ không phải là xóa một phát là trắng luôn những cái ô sao pha lê này đâu nha, không có đâu. Một trang bị các bạn chỉ xóa được 3 sao pha lê cuối này thôi đấy, nên là lỡ mà có tay nhanh hơn não đó, có ghép nhầm thì chỉ xóa được 3 cái ô cuối này thôi nha. Đấy, lưu ý cho các bạn đấy. Rồi, bây giờ Nú sẽ thoát game ra, Nú vào lại rồi Nú đọc cái dòng thông báo tiếp theo ha. Rồi, cái dòng thông báo tiếp theo là cái gì? Căn chỉnh lại HP nè. Cái xóa dữ liệu này thì các bạn nghe lời khuyên của Nú đi. Đấy, Nú khuyên là Nú muốn tốt cho game nè, là cái thứ nhất. Đúng không? Cái góp ý này á, là một phần công lao cũng như là góp ý của Nú về game đấy, đúng chưa? Thứ nhất nè, là các bạn hãy xóa dữ liệu trò chơi khi mà sau khi bảo trì á, các bạn xóa dữ liệu đi, các bạn vào lại cho nó mượt ha. Căn chỉnh lại HP key đam ảo của toàn server nè. Nếu chưa phù hợp thì cái này sẽ điều chỉnh trong thời gian tới nữa anh em ạ. Đây là cái dòng thứ hai á, mình cùng nhau phân tích thôi nào. Trước khi phân tích thì phát tí lọc anh em ạ. Đấy. Thì vàng bên Nú giờ cũng cạn kiệt rồi anh em ạ, còn hình như là 5-60k gì đó thôi. Không đủ bán luôn đấy, nên là có đâu mà cho. Đấy, mỗi bạn là 2 thỏi thôi ha. Hello thôi, hello tất cả các bạn thôi ha. Đấy. Hello anh em. Đấy, vào mày 2 thỏi mày chê đúng không? Tao nhớ tên nhân vật mày lại là bữa sau tao không cho nữa. Đấy. Thì căn chỉnh là key với HP đồ này kia hết, cho mà còn đồ nhiều, mày cho lượt thầy cái gì chưa? Hả? Tháng ra đã chọc chửi rồi anh em à. Đấy, nó không cho, không giúp được mình cái gì hết, mình cho 2 thỏi vàng nó còn chê nữa. Bố mày cũng xin thua. Có làm thì mới có ăn con trai ạ. Đấy. Không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn xít thôi con à. Đấy. Người ta cho là không biết cảm ơn thì còn chê ít nữa. Ôi xin thua anh em ạ. Đấy. Nú sẽ nhớ tên cái thằng này lại ha. Đây. Châu đây là Nú bố mà sẽ nhớ tên mày lại. Ok chưa? Đố mà nhận được cái gì nữa. Rồi. Bây giờ là vấn đề căn chỉnh HP anh em ạ. Trước khi căn chỉnh ha. Là sức đánh của Nú là 3 triệu đấy anh em ạ. 3,3 triệu ha. Bây giờ sau khi căn chỉnh là còn 1,1 triệu nè, 1,001 anh em à. Đấy, 1,001 ha. Sức đánh hành trang rồi, chỉ số nói chung là cạch sàn rồi đó. Bây giờ thì Nú mặc con thỏ vào thêm rồi đó. Mặc con thỏ này vào nữa thì được tầm 1,1 triệu thôi anh em à. Ừ, nó cũng thấp quá ha. Bây giờ Nú sẽ tiến hành, Nú về làng, Nú tìm cái thằng gọi là hả? Cái thằng nghiệp coi lâu lắm. À đây, đây có con hổ, test với con hổ này anh em à. Test với con hổ này thì Nú em được 22 triệu à. 22 triệu, tháo cái giáp luyện tập ra coi. Tháo giáp luyện tập ra, cắn cái cuồng nộ lên coi. Cắn cái cuồng nộ lên, mày từ từ coi, tụi bay đừng có ăn. Cắn cuồng nộ lên, thả con chim ra. Em được nhiêu? Em được 40 mấy triệu anh em à. Hoài. Đây được 49, 48 triệu ha. Như vậy là nó đã sửa rồi đó anh em à. Bây giờ là hết lỗi đam rồi ha. Đó, ngon xà lành luôn. Lụm được 37 miếng thịt hổ này. Đó, như vậy không có mùa xuân đó đâu em à. Em chơi ít mà em. Đấy. Em chơi ít thì từ bây giờ trở đi luôn em à. Một là em đổi cái ID khác thôi, chứ em giữ cái ID này thì không có cửa mà chơi được với thầy đâu cưng à. Đấy. Thì sau khi tháo giáp luyện tập ra, biệt với người không ngay thôi em à. Chứ loại người như em cho thì em chơi ít á, thì em không có mùa xuân đó đâu quả mà biệt. Rồi. Tháo giáp luyện tập ra được 2,4 triệu anh em ạ. Mà trong khi đồ hiện tại là Nú đó là một set 9 sao nha anh em đó. Một set 9 sao. Con này muốn thử sức à. Muốn thử sức à, con trai tuổi. À thì ra thằng này nó là xây da anh em ạ. Các bạn nhớ cái ID game này bên server 2 nhá. Một cái thằng cho thì chê ít mà cứ đi theo bú liếm. Đấy. Các bạn nhớ ID game đó nha. Đây nè, ID game này đó. Này là không phải Nú bêu ai hết anh em à. Chẳng qua là do nó thôi đúng không? Biết điều thì gặp nhiều may mắn. Đây nè. Hello mấy bạn này nha. Đấy, hello thầy Nú. Thầy Nú béo ú. Đấy, mày không cần thì bố mày cho người khác. Ok chưa? Còn rất nhiều anh em khác nữa cần. Thì bây giờ BEM nó cũng lật anh em nhà. Không biết là còn lỗi cái chí mạng hay không. Chí mạng hiện tại là để Nú tách hợp thể ra ha. Nú tách hợp thể ra thì sau chí mạng 100 nè. Đây. Cái chí mạng 100 giáp 3k7 nè. Hiện tại là còn tới 900 tỷ tiềm năng anh em à. Các bạn biết 900 tỷ này đâu ra không? Là Nú đi up ấy. Nú up ba cái đồ bên này nè đó. Thời không sai lệch đó. Thì hiện tại là Nú thấy là Ki với HP hình như cũng được căn chỉnh đúng không? Hợp thể lại thử xem. Sao hợp thể lại với đệ thì không lên được chí mạng ta. Mắc binh của chí mạng là 100% mà. 100% chí mạng thì nó cũng gà gà nha. Để test thử cái này xem. Ai thổi thôi, ai chơi ít thì thôi, đừng qua. Một bé này, rồi. Sức đánh hơi ảo. Thì bây giờ nó fit rồi thì cái cúp vàng này mới có giá trị anh em ạ. À. Nếu mà các bạn xem video của Nú thì các bạn biết ha. Cái cúp vàng này Nú đầu tư 7 triệu ra. Cũng như là thời gian công sức nữa. Nú cày, Nú lấy cái top để mà được cái top 1, lấy được cái cúp vàng này anh em ạ. À. Thì nó được đúng duy nhất một dòng chỉ số là cộng 80% sát thương liên hoàn. Mà đợt trước đam nó bị lỗi đó. Coi như cái cúp này vứt anh em ạ. À. Cái cúp này là không xài được luôn. Nó vứt. Đấy. Nên là hôm nay căn chỉnh lại thì đôi khi có lẽ là nó sẽ xài được cái cúp này anh em ạ. À. Chứ không thì mình xin thua luôn đấy. Không biết nói gì luôn anh em ạ. À. Rồi. Thì Ki với HP đồ này kia đã được căn chỉnh rồi ha. Bây giờ để Nú vào thêm một cái con ạc của Lộc nữa rồi Nú test cho anh em xem ha. Tiền Lộc nó lén lén nó chơm đâu được. Cái con ạc xây da cũng lực lắm anh em ạ. À. Đây. Thì cái ạc này không biết của ai anh em ạ. À. Boy Mignon nè. Hình như ạc này là của thằng Quyền em của Nú đúng không? Ngày xưa Nú có làm một chiếc video hoàn thiện cái con ạc này đúng không? Thì chắc là nhỏ là kẹt tiền quá lấy vợ đồ này kia đó thì nó bán con ạc này rồi anh em ạ. Đây. Thì bây giờ Nú sẽ tách hợp thể ra nè. Xong Nú sẽ hợp thể lại nè. Rồi, đã được bao nhiêu? Được 1,2 tỷ đúng không? 2 4 6 8 9 được 1,2 tỷ HP ha. Thì vẫn còn hơi ảo đấy. Đúng không? HP này là vẫn còn ảo đấy. Bây giờ tách hợp thể ra lại thử rồi. Tách hợp thể ra thì được 43 triệu này. Nè, 43 triệu với đồ như vậy ha. Đồ là một set 8 sao thôi anh em ạ. Có một cái quần thần. Cái quần thần, quần thiết này cũng là 8 sao thôi. Đó, nói chung đồ 8 sao ha. Thì cải trang tăng 100% HP này. Giáp luyện tập là 2, 4, 6, 8, 8 sao ha. Rồi, mặc thêm cái con này vô nữa. Thì nó được 51 triệu này. Đây, Nú sẽ tiến hành là Nú tái tạo năng lượng này ha. Rồi, là nó được 51 triệu anh em ạ. 51 triệu với set đồ con đệ là cái gì? Đồ con đệ vẫn y như vậy anh em ạ. Một set 8 sao ha. Đó. Với cải trang cô nương này tăng 99% HP anh em ạ. Đào đâu ra mấy cải trang này hay dữ ta. Rồi. Như vậy thì HP của con đệ tử là được 28 triệu anh em ạ. Đây nè ha. HP đệ tử được 28 triệu. HP sư phụ được 51 triệu. Mà sau hợp thể lại ra được 1 tỷ mấy anh em ạ. 1 tỷ 3, 1 tỷ 4 luôn nè. Đó, cái này là còn lỗi nè. Đến tí nữa Nú sẽ góp ý với admin về vấn đề này tiếp anh em ạ. Đấy. Thì còn lỗi thì còn fit thôi, đúng không? Muốn có một server ngon, một server siêu cấp VIP Pro thì Nú còn báo cái lỗi là nó không... con chiêu nè. Con chiêu này, mày hả con trai? Mày chiêu với ai? Săn cái con này được Ngọc Rồng Băng anh em ạ. Là cái mục tiếp theo mà anh em mình sắp review đấy. Thì con chiêu đâu? Con chiêu đúng không? Mày chiêu ai? Mày chiêu ai thôi á. Nó bèm đau dữ ba. Ẩu rồi đó ba. Chối được nó chưa? Chối vẫn chưa fit được nè AD ơi. Cái chối mình vẫn chưa fit được nè nha. Đấy. Là Nú cho cái con xe da kia chối mà nó cái con tên cướp này ghét thiệt sự luôn em ạ. Nó cứ đứng rồi nó đó. Nó thứ nhất là nó ăn trộm tiền của mình, là thứ hai nó còn ru ngủ nữa. Nó dùng cái skill của thằng trái đất đó anh em mà chết tiệt thiệt cái chứ bà nó. Thì em được có từng này thôi anh em ạ. Em có từng này thôi anh em ạ. Không biết là có bị KS hay không ha. Thì Nam hết mà đi săn boss đồ này kia là một cái thiệt thòi anh em ạ. Đó. Thì không biết có lụm được hay không. Cố lên Nú ơi. Mẹ nó rồi mất rồi đó. Anh em coi tức không? Mẹ đừng. Ngọc Tờ Nú Gaming đã ăn được anh em ạ. Con chiêu đúng không? Con chiêu. Úi giời ơi, chiêu. Ăn cái con chiêu đó thì được 2 viên anh em ạ. 2 viên Ngọc Rồng 7 sao. Một con boss ăn được 2 viên thì chừng nào mới đủ ngọc để ép anh em. Chết tiệt thì chứ. Thì cái sức đánh là nó căn chỉnh là nói chung là tạm ổn ha. Còn Ki với HP thì hiện tại Nú chưa có ạc Ki để Nú test anh em ạ. Chỉ có ạc HP thôi. Ạc này thì bây giờ Nú sẽ tiến hành là Nú gán cái skill hít 6 vô anh em ạ. Đây. Hít 6 vô ô số 4 nè. Rồi biến khỉ vô ô số 5. Đấy. Nú 6 khỉ đồ này kia các kiểu lên. Giờ mình khỉ lên nè. Rồi. Mình sẽ đi mình mời này PK. Mời này PK nè. Thách đấu rồi lụm nè. Có cức mà bố mày cho nữa. Rồi bây giờ được 2 tỷ anh em à. Đó, ảo ảo rồi ha. Khỉ lên vẫn được 2 tỷ nè. Rồi ăn cái bổ huyết lên coi, không biết nhà còn bổ huyết hay không. Để bây giờ Nú chạy về Nú coi trong nhà có gì anh em à. Hạt này thì lọc sắp giao khách rồi anh em à. Có khách lấy rồi. Đây được cái găng dành cho Namet luôn rồi, ghê ba. Không có bổ huyết anh em à. Thôi chịu à. Giờ lụm đỡ cái đùi gà rồi chạy qua thôi ha. Đấy, vẫn chưa fit được triệt để đâu. Đó bây giờ vẫn là 2 tỷ HP thì một cái gì đó cũng căng căng rồi nha. 2 tỷ HP thì nó vẫn bom được 1 tỷ mấy. Trong khi con boss mới ra là cái con chiêu đó. Con chiêu mà khi nãy anh em mình mới bem bem đây nè. Thì nó có 1 tỷ 1 HP à, đúng không? Đó 1 tỷ 1 HP thì nó bom vẫn đi anh em à. Đây nè. Bây giờ Nú sẽ 6 lên nè ha. Nú sẽ 6 lên thì thằng boy minion này được bao nhiêu? Vẫn được 2 tỷ là sao ta? Hình như lỗi luôn cả skill 6 rồi anh em à. Đấy. Giờ Nú bem thử rồi ha. Nú bem được 46 triệu, 47 triệu này, 48 triệu này. Ủa sao kỳ ta? Cái HP trong hành trang này nè là nó hiện lỗi anh em à. Bên ngoài là các bạn nhìn nè. Khi mà hợp thể lại thì Nú nhìn nó được có 200 mấy chục triệu à. Đây nè, 206 triệu. Mà trong đây là hiện là tới 1 tỷ mấy. Đâu rồi? Đây là hiện tại là 2 nè, 4 này, 6 này, 8 này, 9 này. Là 1 tỷ 3 nha anh em. 9 ô, 9 số là 1 tỷ 3. Nhưng bên ngoài hiện có 130 mấy triệu anh em ạ. À. Thì cái này là lỗi hiển thị ha. Đó thì cái này tí nữa Nú sẽ góp ý với AD. Cái này chỉ là lỗi hiển thị thôi anh em ạ. À. Chứ không phải là lỗi chỉ số nữa. Đấy là được fit triệt để rồi. Đấy. Fit cái này ok thì mới ra được ngọc rồng đen chứ anh em. Còn không fit cái này ok thì hello anh em qua thầy nhận quà. Riêng thằng Châu đây đéo được nhận. Đó, ghi rõ vậy chat thế giới lên cho nó nhục ra đó anh em ạ. À. Không sao mà để thầy cô nó ghét cho thì hiểu rồi đó. Em được 30 mấy triệu anh em ạ. À. 30 mấy triệu là chắc là hết rồi đó. Ừ, nói chung là được fit rồi, nó chỉ lỗi hiển thị thôi ha. Rồi. Bây giờ Nú sẽ phát quà cho một số bạn đã. Đó, mình phát quà cho người nào yêu quý mình, những người ngay thôi anh em ạ. Còn những cái thằng mà như gì Châu đây này chứ. Mày nghe đây tao còn chưa ớn mày nữa chứ ở đó mày Châu đây. Rồi thì lâu lâu mới ấy được anh em ạ. Lâu lâu mới giao dịch được ha. Thì không biết nó fit chưa nữa. Ngày xưa là 120 giây mới giao dịch được đấy anh em ạ. Bây giờ không biết bao nhiêu. Rồi đó, ít ra thì phải như bạn này nè. Bạn mà đây nè, bạn này Nú vừa giao dịch cho nè. Tuy là 2 thỏi vàng nó không nhiều, nhưng mà các bạn nhận được, các bạn cảm ơn đồ này kia đấy. Người ta ý thức như thế là thôi chứ, đúng không? Thôi bây giờ Nú sẽ đăng xuất game ra, Nú vào lại. Xong rồi mình sẽ kiểm tra xem cái mục tiếp theo là nó update về cái gì nhá. Thì cái mục tiếp theo là cái tính năng là thêm cái ngọc rồng băng á. Khi ép vô trang bị nó sẽ nhận được là 50% so với ngọc rồng thường anh em à. Giống kiểu như các bạn tìm được một cái viên ngọc rồng 3 sao băng ha. Thì khi mà các bạn ghép vô á, cái viên ngọc rồng 3 sao thường là nó tăng được 3% sức đánh ha. Thì cái viên ngọc rồng băng không lẽ ép vô được 4.5 anh em. 4,5% sức đánh AD. Đúng không? Nè. Cái sức đánh gốc á, của khi một viên ngọc rồng thường là 3% đúng chưa? Ép một lỗ là được 3%. Mà nếu mà cộng 100% á, là sẽ được 6% khi mà ép một viên ngọc rồng băng vô. Còn ở đây AD ghi là 50% thì tức là một viên ngọc rồng 3 sao băng khi mà ép sức đánh á, sẽ nhận được 4.5% sức đánh à. Đó thì cái chỉ số có lẽ lẽ này là nó hơi sai đó nha. Đó cái này mình nên căn chỉnh lại đó. Một là tăng như nào đấy chứ. Tăng 5% thì nó hơi sai sai. Tôi đang đọc cái bản kia hay mà trời ơi. Thôi bây giờ lên fanpage đọc đi anh em ạ. Chứ táp ra táp vào hoài là biến quá. Thì lên đây Nú phải online bằng cái quyền cá nhân này. Quyền của Doãn Thành Kute thì mới đọc được. Đây cái bài viết nó sẽ như này ha. Rồi mình sẽ tiếp tục mình đọc nè. Thì anh em mình đang phân tích về cái Ngọc Rồng Băng ha. Update ra cái tính năng Ngọc Rồng Băng nè. Đây mình đang phân tích về cái dòng này. Còn cái dòng thứ hai là tiêu diệt quái, tiêu diệt cái con boss đấy, con boss chiêu này nè. Để mà nhận được ngọc rồng băng thì khi nãy là anh em mình thử rồi ha. Đó, Khi nãy là anh em mình thử với cái con boss chiêu nó xuất hiện ở làng anh em à. Thì nó xuất hiện giống như là những cái con hổ đấy, con hổ vằn, hổ vện đồ này kia đó. Thì 61 giây nữa. Con hổ vằn, hổ vện gì đó anh em ạ. Thì nó xuất hiện ở làng này. Xong rồi ở các cái map mới đó anh em ạ. Cái map mới là map gì? Một á là các bạn di chuyển ở bên Đông Thánh Địa nè. Đây, Đông Thánh Địa này để các bạn làm cái gì? Các bạn úp những cái viên đá ngũ sắc bên này rơi cực kỳ nhiều luôn anh em ạ. Đây nè, các bạn chỉ cần qua các bạn bem cái con này thôi. Mình yếu mình bem vẫn được, không cần mạnh đâu anh em ạ. Đó, thứ nhất là úp ở bên Bắc Thánh Địa, Nam Thánh Địa đồ này kia là thì những cái khu này nó sẽ xuất hiện những con hổ. Thì trước đây á, những cái con Kabira này là 5-60 triệu HP anh em mà nay cũng đã được căn chỉnh về rồi nè. Đó, bem là cực kỳ mượt mà luôn ha. Được căn chỉnh lại hết rồi. Đấy, cho các bạn dễ chơi đấy. Còn cái con trên này ngày xưa là nó 50 triệu, bây giờ nó vẫn 50 triệu anh em ạ. Còn cái con dưới này là ngày xưa 50 mấy triệu đấy, giờ còn 25. Rồi, như vậy là anh em mình cũng khá dễ up rồi ha. Tiếp theo để mà up ra được Ngọc Rồng Băng nữa. Nú nghĩ Ngọc Rồng Băng thì chỉ có up ở cái map băng này thôi anh em ạ. Nên là các bạn qua đông này đi. Giống như vết xe đổ của Ngọc Rồng Goku ấy. Bên Goku ngày xưa Nú chơi thì để up ra được Ngọc Rồng Băng á, thì up ở bên Coler anh em ạ. Thì bên Mid này là update nâng cấp bản cao hơn. Thì có lẽ là up ra được Ngọc Rồng Băng thì anh em mình qua cái map gọi là Đông Thánh Địa nè. Đó, ở đâu cái này Bắc Thánh Địa. Đây đây, Bắc Thánh Địa nha. Các bạn thử qua các bạn up bên này xem là có rơi được nhiều Ngọc Rồng Băng hay không. Các bạn bình luận phía dưới video cho Nú biết ha. Ok. Tiếp theo là cái ấn sử dụng Ngọc Rồng Băng để ép thành 7 viên anh em ạ. Thì khi mà các bạn sưu tập đủ 7 viên á, các bạn không cần về gặp cái bà hạt mít ở bên vách núi làm cái gì. Các bạn chỉ cần là bấm sử dụng ở đây thôi. Đây nè, khi mà đủ 7 viên á, mình chỉ cần bấm sử dụng thôi là tự nó ghép cho mình luôn. Đó là sướng luôn á. Anh em không có cần mà phải đi gọi là đi chạy về bà hạt mít mà đứng ghép làm gì cho mệt anh em ạ. Đấy, ngon lành ha. Cái mục thứ tư là nạp tích lũy 50k trở lên nhận cải trang anh em ạ. Thì nó có những cái mốc là 50 nè, 100 nè, 200 nè, 500 và 1 triệu. Uầy, kinh dị thiệt cái chứ. Bây giờ Nú sẽ đi Nú nạp, Nú test 50k ha, xem là nhận được cải trang gì, ok chưa. Và sau khi nhận cái cải trang này nè, thì vào 15 giờ ngày hôm nay ha, 15 giờ ngày 16 tháng 9 nè, Nú sẽ random để Nú chọn ra một bạn may mắn, Nú trao thưởng cho bạn đấy cái con cải trang ở mốc 50 này luôn, ok chưa. Rồi thì để trong cái quá trình mà các bạn nhận thưởng nó không có bị lỗi á, thì tốt nhất là các bạn đăng xuất game ra, các bạn hãy lên web các bạn nạp ha. Thì nạp xong ở trên web á, nó sẽ có một cái mục gọi là nhận quà khi nạp á, thì anh em bấm vào đó ha. Thì hiện tại ở đây Nú đã nạp rồi này. Trong cái mục là nhận quà nạp này, sau khi các bạn nhận rồi các bạn gặp ông Mori này, xong các bạn bấm vào cái mục là nhận quà nạp ha. Thì ở đây là Nú sẽ tiến hành Nú nhận quà này để xem là được cái gì. Được một cái cải trang Nobita anh em à. Nobita chơi Enseco gì đó. Thì ở đây được một cái cải trang ha, 50% sức đánh, 50% HP nè, biến 50% tấn công thành HP nè, biến 50% tấn công thành ki. Thì như đã hứa ha, cái cải trang này tí nữa vào 15 giờ rưỡi gì đó Nú sẽ tiến hành là Nú random giải, Nú tặng cho một bạn may mắn ở trên kênh chat của anh em nhà mình cái cải trang này ha, ok chưa. Bên server Mid ha, server Mid 2 nè. Đấy, thì một cái cải trang này nó còn ngon hơn cả cái con ban nữa anh em ạ. Cái con ban của nhà mình đâu rồi ta. Đây, nó ngon hơn con ban móc 500k nữa anh em nhìn nè. Con ban móc 500k là nó như rẻ vậy đó. Ở đây cái cải trang móc 50k thôi mà ngon như này anh em à. Đây là con ban các bạn nhìn nha. Sức đánh là 84 nè, ki với HP thua rồi đó, ki với HP là thua 5% rồi đó. Hút máu thì thua 10% đúng chưa? Hơn được cái chí mạng nè. Rồi. Bây giờ tới cải trang này chỉ là cải trang móc gọi là đây Nú mặc vào thử nó như nào anh em ạ. Đây. Mình sẽ tách hợp thể ra, mình ra làng mình tách hợp thể nó như nào ha. Đây, thì nó cũng giống cải trang. Nếu mà bạn nào mà có chơi bên server gọi là server Goku ngày trước á, thì cải trang Nobita này nó tương tự như vậy ha. Nó không có khác biệt gì nhiều quá. Đây nè, nó vẫn là hai con mắt tụ hố ra. Thì cái cải trang này Nú sẽ dành Nú tặng cho một bạn may mắn trên kênh mình ha. Các bạn cùng hóng thôi nào. Còn bây giờ thì có lẽ là Nú đã review chi tiết những cái tính năng cập nhật mới của admin rồi ha. Thì mình còn thắc mắc cái vấn đề gì á, các bạn cứ bình luận phía dưới bài viết này đi. Thì Nú sẽ tiến hành là Nú giải đáp thắc mắc cho anh em mình, ok chưa. Còn bây giờ thì có lẽ là Nú xin kết thúc video tại đây nhé. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video lần sau. Bye bye. Hello anh em, thì vừa rồi Nú đã review chi tiết này, cũng như là Nú đi phân tích từng ly từng tí luôn ha. Nú đã copy một cái bài viết từ trong game ra Nú đăng lên trên fanpage luôn cho các bạn tiện theo dõi nè. Đó, các bạn không vào game các bạn vẫn xem được này. Thì không biết là anh em trên kênh chat nhà mình, những bạn mà xem được video đến đây á, thì có bạn nào chưa hiểu một cái gì về cái lần update lần này hay không? Đây là tính năng hay đây là lỗi game? Đấy, thì các bạn còn thắc mắc gì thì các bạn cứ bình luận phía dưới video ha. Nếu mà nhiều anh em thắc mắc quá thì ngày mai Nú sẽ làm thêm một cái video về cái lần update lần này ha. Đấy, đây là một tính năng hay đây là một lỗi game? Đấy, thì nếu mà các bạn còn thắc mắc thì Nú sẽ tiếp tục phân tích về cái vấn đề bit update lần này ha. Còn bây giờ thì cũng đến giờ mà random giải rồi anh em à. Chúng ta cùng nhau đi random để chọn ra những bạn may mắn và trao thưởng cho bạn đấy một ít thỏi vàng thế nào. Let's go. Rồi, bây giờ là 15 giờ 21 phút ngày 16 tháng 9 nha anh em. Nú sẽ tiến hành là Nú kiểm tra cái video ngày hôm qua là video này nè. Nú đăng lên kênh các bạn gửi tặng Nú được bao nhiêu like. Nếu số like của video á, trên 100 like Nú sẽ random bình luận để chọn ra 5 bạn may mắn và trao thưởng cho mỗi bạn là 50 thỏi vàng ha. Còn nếu trường hợp mà dưới 100 like á, Nú sẽ random bình luận để chọn ra một bạn may mắn duy nhất thôi và trao thưởng cho bạn đấy 50 thỏi vàng cái giải thưởng phụ ha. Rồi, để tham gia giveaway trên kênh của Nú thì đơn giản lắm. Các bạn chỉ cần là xem video nè, like video, bình luận tên nhân vật cộng với server là được rồi, ok chưa? Rồi, bây giờ mình cùng đi kiểm tra xem cái video này được bao nhiêu like thôi nào. Ok, thì cái video này anh em gửi tặng Nú được 130 like ha. Nú xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều này. Nú like vào nữa là được 131 nè. Thì cái điều kiện để mà anh em mình nhận giải to bự là ok rồi ha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi sắp xếp bình luận xem ai là người bình luận đầu tiên trong chiếc video này. Và Nú sẽ trao thưởng cho bạn đấy là 22 thỏi vàng người bình luận đầu tiên ha. Mình cùng đi kiểm tra thôi nào. Ok, và đây đã là cái bình luận cuối cùng rồi anh em ạ. Như vậy bạn trúng nè, bạn Ken Ken Server Blue sẽ là người bình luận đầu tiên ha. Nú sẽ tiến hành phản hồi cho bạn này biết nè. Bạn này sẽ được nhận thưởng cho mình 22 thỏi vàng anh em ạ. Đấy, thơm phức luôn ha. Bây giờ tiếp theo là anh em mình cùng nhau đi random giải thôi nào. Đấy, Nú sẽ tiến hành là Nú copy đường dẫn của video này, sau đó Nú dán qua bên đây ha. Cái khúc này Nú sẽ không cắt nha anh em, để cho nó xanh chín nè, để mất công các bạn kêu là thằng bé này nó đi nó cắt video, nó chỉnh sửa đồ này kia các thứ. Rồi, bây giờ Nú sẽ tìm ra 5 bạn ha. Bạn đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay sẽ nhận thưởng cho mình 50 thỏi vàng, đó chính là ai? Thì lúc sáng Nú đã có một cái bài viết trên fanpage Tờ Nú Gaming ha. Đấy, nếu mà các bạn theo dõi thì các bạn sẽ biết Nú đã đăng một cái bài gọi là, đây, để Nú bật về chế độ riêng tư cá nhân này ha. Đây, tặng free cho một bạn may mắn vào lần random 15 giờ 30 chiều nay 19 tháng 6 nè. Bây giờ là 15 giờ 24 phút nè. Cách thức tham gia thì các bạn là đăng ký kênh like video nè. Like video tối qua tức là cái video vừa rồi nè anh em à. Đấy, thì sau khi Nú random chọn ra 5 bạn may mắn để trao thưởng cho 5 bạn đấy, mỗi bạn là 50 thỏi vàng. Bạn thứ 6 Nú sẽ trao thưởng cho bạn đấy cái con Nobita này, ok chưa? Con Nobita này là ở mốc nạp 50k nha anh em. Đấy, khi sáng là Nú nạp, Nú test đấy. Test xong thì Nú dành tặng lại cho anh em kênh chat nhà mình luôn. Đấy, ok chưa? Rồi, mình cùng đi random chọn ra 5 bạn may mắn thôi nào. Bạn đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay đó chính là Nhật Ấn với Nguyệt Ấn cộng chỉ số gì, thì Nú đã rep cái bình luận của bạn này rồi ha. Nếu mà bạn này chưa đọc được á, thì Nhật Ấn khi mà sở hữu đủ 5 món nó cộng thêm cho mình 20% sức đánh này. Nguyệt Ấn khi đủ 5 món nó cộng thêm cho mình 20% HP. Và cuối cùng Tinh Ấn khi đủ 5 món mặc lên người các bạn sẽ được cộng thêm cho mình 20% ki, ok chưa? Rồi, Nú sẽ bỏ qua bạn này ha. Bạn này không có tên nhân vật cũng như là server này. Bạn đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay đó chính là bạn Phú Đặng Đình. Đấy, bạn đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay chính là bạn Phú Đặng Đình bên server Mid 2 nè, Nero nè, ok. Rồi, bạn thứ hai sẽ là bạn Ngọc Rồng Chay, em đau bụng mong chúng. Thì bạn này có tên nhân vật nhưng mà không có server ha. Vì thế là Nú sẽ bỏ qua cái cách thức tham gia quá đơn giản ha. Thứ nhất là tên nhân vật, thứ hai là server. Đấy, ai mà không tuân thủ nữa thì bị loại nhá. Rồi, bạn thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay chính là bạn Quốc Thắng bên server Blue này, ok. Rồi, bạn thứ ba trong buổi tối ngày hôm nay chính là bạn 20cm Captain, ok chưa? Blue giả bộ chúng đi mà, úi giời, thế là chúng luôn. Đây là bạn thứ ba ha. Rồi, bạn thứ tư trong buổi tối ngày hôm nay đó chính là bạn Thông ha, Thông Văn, Văn Thông, Thông Cà Lon server Mid, ok. Rồi, và bạn cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay đó chính là bạn Ngọc Rồng online s24 này, Lugamin kiếm cải trang chỉ số cao. Rồi, thì bạn này là bạn thứ năm nhận thưởng cho mình 50 thỏi vàng ha. Rồi, Bây giờ tới cái phần quà, đó chính là cái cải trang á, thì Nú sẽ tiến hành là Nú copy cái đường dẫn của video này lại ha. Ai cũng được tham gia hết, những bạn khi nãy đã trúng giải rồi thì vẫn được cơ hội tham gia lại cái nhận cái cải trang này, ok chưa? Nú sẽ tiến hành copy lại đường dẫn của video nè, anh em xem đúng nhé, đúng của video này nè, đó, copy nè. Xong Nú load lại cái này một lần nè, đó, xong Nú dán đường link vào nè, rồi mình kiểm tra tiếp nè. Continue nè. Thì được ở đây 71 cái bình luận ha. Thì một bạn duy nhất nhận thưởng cho mình con Nobita tại server Mid. Đó chính là bạn này bên server Blue. NROZ bên server Blue, ok. Thì Nú sẽ giữ cái cải trang nó lại cho bạn này ha. Nếu trường hợp mà bạn này qua bên server Mid chơi á, thì Nú sẽ trao giải cho bạn này. Còn nếu mà bạn này không qua server Mid chơi á, thì bạn này vui lòng nhắn tin về Facebook cá nhân của Nú báo là em bên server Blue em từ chối nhận cái giải này. Đấy. Thì anh có thể là cho em 50 thỏi vàng để em từ chối nhận cái giải này đó. Thì báo với Nú lại một tiếng ha. Nếu mà bạn này không chịu lấy cái trang đó bên server Mid á, các bạn này muốn chơi bên server Blue á, thì báo lại với Nú á, Nú sẽ trao cho bạn này 50 thỏi vàng. Rồi Nú giữ lại cái trang đó, khi khác Nú sẽ làm giải cho anh em mình, ok chưa? Rồi. Vừa rồi là 5 bạn may mắn, mỗi bạn sẽ nhận thưởng cho mình được 50 thỏi vàng này, cũng như là bạn này nhận thưởng cho mình được cái cải trang Nobita. Nếu mà không nhận Nobita thì nhận 50 thỏi vàng ha. Để nhận thưởng thì các bạn vui lòng chụp màn hình cái đoạn mà các bạn trúng thưởng lại nè. Sau đó các bạn kéo xuống phần mô tả video của Nú á. Nú có để link Facebook cá nhân của Nú dưới đây nè, đó. Các bạn bấm vào đây rồi các bạn gửi về đây giúp Nú ha. Đây, vào chế độ xem thì nó sẽ như thế này. Đấy, các bạn vào Facebook cá nhân của Nú là nó sẽ có một theo dõi, một nhắn tin nè. Thì các bạn nhắn tin về đây ha, các bạn gửi cái ảnh nó về đây giúp Nú nè, xong các bạn báo giúp Nú là mình trúng giải bao nhiêu thỏi vàng nè, mình tên nhân vật này, mình ở server này nè, ok rồi ha. Nú xin cảm ơn tất cả bạn rất nhiều. Bạn nào mà còn thắc mắc vấn đề gì về cái đợt cập nhật lần này thì các bạn cứ mạnh dạn bình luận phía dưới video ha. Nếu mà nhiều bạn thắc mắc quá thì Nú sẽ tiếp tục Nú ra video để Nú phân tích, Nú giải đáp thắc mắc cho tất cả các bạn, ok chưa? Rồi. Bye bye, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video lần sau nhé. Ngủ ngon thế nào. Yeah.